đang ngồi đây chém gió trà đá với mấy anh Tuấn. Ơi, sao đây em? Anh sửa cho em cái điện thoại. Em rơi từ tầng 2 xuống, nó bị... Sao làm gì mà lại rơi từ trên tầng 2 xuống này em? Em đang phơi quần áo thì nó rơi xuống rồi anh ạ. Ôi. Anh thay cho em cái màn với cả pin nó cũng hơi thấp, thì anh thay cho em. Ok em. Đấy anh em ạ, đang ngồi uống trà đá thuốc lào với mấy ông thì có một em gái mang con 11 ra để cho mình sửa. Thay màn với cả pin thấp, chả hiểu sao phơi quần áo trên tầng 2 mà rơi xuống này. Mực, sọc, nát tan tươm, giờ tôi sẽ mang ra cho cô Mạnh Viện sửa. Đúng là mấy nữ dùng kỹ anh em ạ, mực sọc lại còn bung cả doang. Mạnh Viện bảo là thay màn trước xong thay pin sau. Đây là một chiếc màn ghế bên tôi, tuy là màn linh kiện nhưng mà hiển thị cũng phải được 8 trên 10 so với màn zin. Mà thay màn linh kiện giá lại rẻ hơn gần nửa màn zin, quá ngon cho sinh viên rồi. Thay màn thì nhanh thôi, chỉ cần tháo cáp loa đảo sang cái màn mới là xong, còn cái màn cũ thì vứt vào thùng rác. Chưa đến 5 phút là thay xong màn, nãy màn hỏng nhìn không rõ, body em gái hết lực chấm. Đây, pin bảo trì này anh em, 75%, thế này thì phải thay pin là đúng rồi. Thay pin thì lâu hơn thay màn anh em ạ. Muốn hiển thị phần trăm pin thì phải giữ lại cái cổ cáp. Còn đây là cái phôi pin mới bên tôi, mới đét luôn anh em ạ. Cụ Mạnh Viện đang hàn cái cổ cáp vào cái phôi pin mới, cuối cùng là bọc lại cái cổ cáp để chống oxy hóa, tránh chập pin. Xong rồi đây cả nhà, lốt kẹo sửa iPhone 11 cho em gái, giờ tôi sẽ mang ra gửi lại cho em. Gửi em gái máy nhá, đẹp như mới luôn. Do là em sử dụng hai dịch vụ là thay màn và thay pin nên sẽ được giảm 100k và chương trình giảm giá tháng 10 bên anh, nên tổng chi phí hết củ rưỡi thôi nhá. Cảm ơn em gái đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên anh nhá.